là cái chuyện xa chuyện về đến nhà. Đâu việc phải là như là ta cho quý vị xem để coi được không kỳ không ạ? Chúng ta hủy bỏ nha và chúng ta đến với nhà lọc phiếu kế tiếp ạ, thì có đúng không ạ? Dạ. Vậy thì từ từ quý vị có lá phiếu màu xanh lá cây 3 8 6 8 ba tám sáu tám có 3, 8, 6, 8 Vâng, lá phiếu màu xanh lá cây 3, 8, 6, 8 Please, mời ra cơ sân khấu. Ôi, rồi đi thẳng hỏi. Rồi, bên ạ, để cho mình mà sửa luôn nha. Rồi, thì... Chưa có gì. Rồi, dòng lợi không chịu là sao? Bây giờ mình sẽ đến dòng lợi cái tiếp à. Là dòng lợi. Dòng lợi thì giá 100 tỷ đồng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trong lời nghe dùng lời cuối cùng của thầy ông Đức Nai. Xin hãy trả tiền nhà cùng với các con ngày mai bắt đầu đời mới. Cùng chúc các nhà tập được nhiều bóng đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, chúc các quý vị. Cái gì dùng lời của ta có một chức vụ là thôi một nhà đại đảm phố. Quý vị luôn nhớ là để từ mặt trời con ơi. Tại mặt xung quay ạ. Luôn 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 nãy đi mệt không chị? Nãy chạy bộ mệt không? Nãy giỡn. Cái này chỉ giỡn hài thôi. Chứ thực sự mệt thiệt. Rất là mệt. Cực kỳ mệt. Nhưng mà thực sự thấy khán giả người ta cũng khoái chí thì mình làm thêm thôi. Cái nào làm mà thấy các khán giả ủng hộ khoái chí là mình làm. Còn nếu mà làm mà thấy khán giả người ta chưa hài lòng thì thôi mình tốt lại. Cái đó là cái lịch sự của mình. Chứ mình để mình biểu diễn mà mình làm cho khán giả khó chịu thì cái đó mình bị mất lịch sự. Cho nên mình phải làm sao cho khán giả không thấy khó chịu thì mình thấy khán giả vui thì mình làm tiếp. Cho nên mọi người mà mọi người đã đến với lại Hương Nam đó thì Hương Nam rất là kỹ lưỡng về vấn đề đó. Cho nên Hương Nam sẽ sẵn sàng phục vụ cho mọi người những cái gì mình gọi là sao ta, chỉnh chu và tốt nhất có thể. Có thể là không hoàn hảo nhưng mà coi là
cái cách tốt nhất của Hương Nam đưa ra thôi. So với là Hương Nam như vậy là ok rồi, còn sao chỗ khác thì mình không biết. Lắm lúc mình cũng phải học hỏi nhiều lắm ở đời mà. Ví dụ mình tốt ở đây mình chưa tốt chỗ khác thì sao? Ví dụ bộ móng tay mình làm đẹp nhưng móng chân mình chưa đẹp mà. Đúng không? Cho nên muốn hoàn hảo thì mình phải từ ngày nuôi dưỡng nó, thì một ngày nào đó mình sẽ thành công. Cho nên giống như là cũng như là có nhiều mấy em hồi đó mới vô Hương Nam thì mấy em cũng nhiều cái mấy em cũng buồn lắm. Vì sao mấy em không có được như mấy chị lớn, nhiều khi lắm lúc hát lô tô nè, rồi nhiều khi hát nè, nhiều khi cầm mi nè, nhiều khi dẫn chương trình mấy em cũng chưa có gành về vấn đề đó. Nhưng mà thật sự mấy em chịu khó học hỏi, rồi một ngày nào đó mấy em sẽ đạt thành. Vì tại sao? Tụi em phải học hỏi thật là nhiều. Giống như các thi hiện bây giờ các thi cũng phải học cái gì mà tốt nhất các thi sẽ học cái gì mà các thi không biết các thi sẽ học, và các thi biết rồi thì các thi học cho nó nhuần nhuyễn và đẹp nhất có thể. Mình phải học hỏi cái gì, mình sẽ học hỏi những gì nó tốt nhất. Giống như là cái việc đó mình chưa biết, đúng không? Giống như là các thi cầm chương trình, lắm lúc là các thi cầm chương trình thì có nhiều cái các thi cũng không biết, nhưng mà các thi cố gắng mình phải nói làm sao để các khán giả thấy hài lòng và vui vẻ với mình đó. Đó, cho nên bây giờ các thi xin chia sẻ mọi người là như thế này. Làm sao làm mọi người mà giống như là muốn thành công thì mọi người đừng nản chí vội. Cái cơ cấu của xã hội này á là mình phải học tới nơi và tới chốn, thì lúc đó cái cuối cùng là mình mới đạt được cái điều tích cực và thành công. Cho nên mọi người cứ làm sẽ thành. Mọi người nhớ nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Lục Thiên Nam, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ủa chụp hình hả? Ủa chụp hình không chị? Em đứng này. Đó, chụp hình con. Đó, chụp hình tươi nè. Cười bà lá kia coi. Khó sợ. Này chụp hình gì vậy? Dạ. Dạ. Hello, phải. Sợ. Nó sợ đó. Em vô chụp hình chung em giữ được. Chụp anh chụp đi. Đây, anh từ xuống dưới cháu cho con coi nè, đó. Dạ, em cười. Ê, chào em quay phim rồi, anh đang quay phim rồi, đó, cái đó là quay phim rồi. Chiếc rồi, con thấy chiếc rồi. Đó. Đây con đi, đó, vô đi. Nè, con trên đây nè, đó. Cười. Má hả? Đồ. Ok, cảm ơn anh. Em vô thay đồ.